Xin chào các bạn, nếu trong quá trình sử dụng máy giặt cửa ngang của Toshiba, nếu máy giặt của các bạn nó báo lỗi E10 mà nó kêu tít tít như thế này á, thì đây là cái lỗi mà khi các bạn sử dụng máy giặt là nó liên quan đến đường nước vào. Đường nước vào của máy nếu nó không ổn định, đường cấp nước vào nếu không ổn định á, thì máy nó sẽ báo lỗi là lỗi E10 như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để kiểm tra và khắc phục được cái sự cố này. Trước hết thì các bạn phải xem là cái tét nước của các bạn có còn nước hay không. Bởi vì cái lỗi liên quan đến đường cấp nước đầu vào á, thì đầu tiên các bạn phải đảm bảo là cái ống nước của bạn hoặc là tét nước chứa nước cấp vào cái máy giặt này nó đảm bảo đủ tốt đã. Nếu mà cái tét nước của các bạn vào hoặc là đường ống nó dẫn tới cái máy giặt nó tốt nguyên á, thì bây giờ các bạn sẽ xem ở vị trí đằng sau cái đường cấp nước này vào, thì các bạn sẽ lấy kìm tút cái phần xanh xanh này ra. Tút cái phần xanh xanh là phần lưới lọc của cái đường cấp nước đầu vào, các bạn sẽ tút ra và vệ sinh, rửa giấy sạch sẽ đi, sau đó các bạn lại lắp vào. Thì chúng ta sẽ khắc phục được cái lỗi E10. Bây giờ mình sẽ lấy một cái kìm để tút ra nhé. Thì ở đây các bạn phải lấy kìm đây, các bạn tút ra. Thì đây chính là cái lưới lọc cái van cấp nước đầu vào. Thì các bạn sẽ lấy cái bàn chải răng cũ, các bạn sẽ cọ cho nó sạch sẽ đi, sau đó thì để lắp lại, các bạn lắp bằng tay để cho vào thế này là xong. Như vậy là chúng ta sẽ khắc phục được cái lỗi cấp nước đầu vào. Nếu các bạn làm đúng như thế này mà lỗi E10 nó vẫn báo á, thì các bạn phải gọi điện đến số trung tâm bảo hành của Toshiba để nhân viên kỹ thuật của Toshiba sẽ đến tận nhà của các bạn để bảo hành. Nhưng mình nghĩ là với lỗi E10 á, thì rất nhiều khách hàng sử dụng máy giặt Toshiba trước của mình bị báo lỗi này á, thì nhân viên kỹ thuật của cửa hàng bên mình đến kiểm tra xử lý thì đều khắc phục bằng cách như thế này là được ngay. Cảm ơn các bạn đã xem video.